người ta đang ăn đám, bà nấu cha nó chạy lên nó quay camera ngay đây hoài rồi sao dám ăn. Nó chạy qua đây một vòng nữa, tôi lấy cái ly cho trời, cái máy bay nó rớt xuống. Có nó không dám ăn, nó chạy qua chạy lỡ quay hoài nữa, nó hạt qua nó nhiều. Đứng rồi đó, đứng chỗ đó đó. Đây là kìa, chạy là kìa. Mời các bạn nhắc mua nha. Bay qua tôi hoài sao tôi dám ăn. Bay qua nữa, tôi quánh máy bay nữa, đặt máy bay nữa. Hello mọi người, hôm nay là vợ chồng em đang đi đám cưới nha, đám cưới rất là đông nha. Đó, rất là đông luôn. Rất là đông luôn. Đám cưới tiệm vàng kim tỷ cho nên là rất là đông, con người ta rất là đông luôn. Quay một vòng đi. Sau lưng nó chưa quay nữa, nó đông lắm luôn, rất là đông. Bây giờ em ăn thử cái lẩu cua này nha. Để coi như thế nào rồi có đảm bảo nha. Có một vị khách hàng của chị giống như là em bảo muộn. Chị không có ngần ngại. Nếu ai đi ăn ở đâu tôi không biết. Duyên về quán Nguyên Phi Thiền là kêu cái lẩu cua, cua Cà Mau với mấy cua đồng. Nếu mà ăn chơi kêu Hà Văn là chữ. Người view có tâm lắm. Đây là tôi ăn được, tôi mới quay view, còn ăn không được là lên đường nha. Không có view đâu, không nói đâu. Chưa. Ngon thiệt. Quay lại luôn, gần hết rồi à. Quay lại luôn, gần hết rồi. À, gần hết nồi mới quay đó, thiệt ngon thiệt và không hề quyêu uổng. Bây giờ em chuẩn bị ăn cá bóng bú mà làm cái gì nè, hấp hầm công. Ăn thử cái ui da, vô đầu em đây. Tôi nói thật sự luôn, tôi ăn ngon đó, ngon hay không ngon đó là lên đường nha. Không quay clip. Tôi nói thiệt bà, cái này là không ai cho tôi ngàn nào hết trơn á, nói thiệt. Nhưng mà tại vì biết sao, cái nào ngon á thì mình giới thiệu để chị em cùng nhau đi ăn, không có bị thất vọng. Cá bóng em bảo đảm luôn, nếu mà ăn nha, ở đây là giống như một cái nhà hàng, là có nghĩa là món ăn của nó làm rất là giống nhà hàng, chứ không phải như ở mấy má ngoài chợ. Mấy má ha, mấy má mập do mấy má ăn đường, biết mấy má tiểu đường, mấy má chết. Còn ở đây là làm y gan nhà hàng luôn, mà cái gì cái khẩu vị là của nhà hàng, chứ không phải là địa chỉ là đường Lê Hồng Phong 185 Lê Hồng Phong là quán Phi Thiền. Nói Phi Thiền đường Lê Hồng Phong là biết à. Ngon cái lắm, đây bà chủ dễ thương. À, không phải mà ăn ké bà nói được nghe. Tôi mà ăn mà nếu mà không có tên gì quên à. Dạ em tên An. Biết sao không, mới gặp đám cưới rồi bà mời về đây đó. Chứ không có quen biết thì chưa quen biết, nhưng mà thật sự qua cái này mấy bà lỡ bả đi nhiều khi rồi. Nhiều khi mà cô đơn giá hẹ gì đó là nói cần cô chủ quán ra làm đồ ăn tiếp khách quất luôn. Nhậu luôn. Bà nhậu luôn. Bà nhậu miễn phí luôn. Mẹ vô cái cho. Đường Lê Hồng Phong nha, vô nè. 1 2 3. Vô. Ở đây là súp bào ngư nha mọi người. Đây súp bào ngư nha. Hồi nãy giờ cũng chưa ăn, đang thử. Thiệt, cái này chưa ăn. Súp bào ngư. Đó. Đó, thấy chưa? Đó. Còn bên đây là gì ạ? Dạ đây là cua cơm sốt tiêu. Dạ đó. Đặc trưng của quán Phi Thiền. Cực kỳ cái quán này, nói gì cái quán Phi Thiền này là bảo đảm với mọi người luôn, ăn là khỏi chơi nha, không món nào chơi. Tôi nói thật sự, tôi không phải là lấy tiền lấy bạc gì bả đâu, cho nên là không có cái vụ mà nói tào lao. Ở đây là tôi theo như khẩu vị của tôi là ok lắm luôn, chấm 10 điểm, món nào gì chứ. Hôm nay vô tình nha, đi đám cưới gặp ngay cái bà chủ, trời ơi dễ thương quá. Bà chủ qua quán Phi Thiền nha, ở đường Lê Hồng Phong. Đây mời vô, đây một con cá bóng bú chà bá lửa và một cái lẩu cua đồng nha, cua Cà Mau nha, đó. Đầy đủ luôn nha, bây giờ lên món từ từ. Ở đây là quán Phi Thiền nha, ở đường Lê Hồng Phong nha. Đặc biệt hải sản tư nè, đây là hào. Đây là tôm hầm Alaska, cua Cà Mau, ghẹ gì u tá lả mình trên, nói chung là rất là nhiều nha. Đây đi nha, thịt nè, ui da, đây tôm hùm, dạ ốc hến gì tá lả mình trên đó. Ba hả, cái này ba cá, đây là cá đồng, đây là cá đồng nha, tôm đồng luôn đó. Đây là đường Lê Hồng Phong nha mọi người. Nếu mà mọi người đặc biệt mọi người ghé quán này để bảo đảm mọi người nghe không bao giờ thất vọng, đảm bảo mọi người luôn. Lê Hồng Phong đối diện với cái gì mới xây nè mà nó chưa có tên đó, 185 Lê Hồng Phong.
quán hải sản Phi Thiền. Phi Thiền nha, cực kỳ luôn. Đây. Đây là bà chủ quán hải sản Phi Thiền nha, đó cực kỳ luôn, dễ thương nha, tiếp khách. Ai vô nhậu hồi nhậu không nổi, đưa bây giờ bắt nước cho. Chơi luôn, đó. Cho nên là mọi người nhớ là ghé rồi đường Lê Hồng Phong nha, cái địa chỉ quên rồi mấy rồi? Dạ, 185 Lê Hồng Phong. 185 Lê Hồng Phong. Nó hơi xéo xéo với cái Hotsky gì đó, hotel Hotsky gì đó, hải sản tư không nha, đây đủ loại nha. Rồi vậy được rồi, nghe mọi người ơi, đó nhớ ủng hộ đi, bảo đảm thất vọng là tôi trả tiền lại cho.